hai tháng rồi thì giữ được ở trước rồi nhá, thằng sáu nó tô ba về bản luôn, xong ngồi về tháng năm này tôi đứng cái về bên vài mày chết luôn. Sau đó thì mày cũng ta thấy ruộng đây là gửi cho cái đi vòng lại bán được ruộng bán vàng nó làm nó cầm đi ruộng chính mẹ em bé thì làm được ruộng của nó làm luôn dần dần. Nhìn thấy qua cái mách đủ rồi em chẳng đứng ở trong này tôi đỡ đỡ bị để cái vết tay vào trong bảo kê rồi đúng người phải đổ em anh chăm cho em biết một đấy rồi em không biết gì đâu ngồi ở trong đến lúc đây cũng được thế à. Vâng, ngày đầu tiên Ronaldo của chúng ta vâng về với cái Hà Nam và team Hà Nam của chúng ta đang có một cái thế lực rất là lớn về mặt chủ lực. Vâng, đánh chủ lực thì Ronaldo thì miễn chê rồi, với khả năng sóc dân là bật 4 của em là rất chuẩn. Nở tham đấy là cái thế mạnh của Ronaldo. Tháo một đều trong xe đấu thứ 3. Bây giờ màn hình các bạn đang quan sát là Michael Tý cầm Grick. Quân của chúng ta hình như là xấu hơn thì phải. Thấy có hai Grick, một Pan, một Egypt. Bên đội bạn là Siang, Grick, Purple. Vẫn đánh được thoải mái. Chúng ta có Pan với cả Egypt. Bên đội bạn có Siang, Hyper. Và hy vọng rằng Pan của chúng ta. À đâu, nhầm bên. Vâng, bên mình mới là Siang. Vâng, Siang, Purple. Tính ra bên mình còn đẹp hơn. Siang, Purple, Grick. Bên đội bạn là Egypt, Pan, Grick, Grick. Chúng ta là người dễ đánh hơn. Phúc. Vâng, Phúc 3C thì đúng là tuyệt vời rồi. Hy vọng là chúng ta sẽ làm được điều đó. Hôm nay thì với phong độ ngày hôm nay thì chúng ta có khả năng làm được là rất cao. Và trong trận đấu này thì bên mình là Seang và Purple, đấy là bộ ba là rất tuyển rồi. Và bên đội bạn có Pan và có Egypt lấy lại thế trận. Nếu như Pan bên đội bạn rơi vào thế đột biến thì mang tính chất là bên đội bạn có thể lấy lại được thế trận. Còn nếu như Pan bên đội họ mà rạch phát thì gần như là quân chúng ta yêu hơn là rất nhiều. À, phụ thuộc Pan bên đội bạn là tương đối ở trong trận đấu này. Và thậm chí là cả vị trí Egypt bên đội bạn là vị trí đầu cánh hay là trong cánh nữa. Chúng ta cứ nhìn thấy Hoàng Mã Nhi cầm Seang là chúng ta có thể an tâm rồi, đúng tay người cầm. Và phần còn lại thì cứ đi bán máu thôi. À, có rất nhiều voi dành cho Hoàng Mã Nhi. Hình như ít nhất là 3 voi cho Hoàng Mã Nhi. Quả đầu của Hoàng Mã Nhi có lẽ là rất xa. Tại vị trí màn hình nhà chính là chúng ta không nhìn thấy bãi quả đầu đâu. Đấy, và Hoàng Mã Nhi có lẽ là ăn hình như là ăn bãi quả phụ hay sao. Quả đầu là quả đầu của Hoàng Mã Nhi rất xấu. Bây giờ tiếp tục bắn bãi quả phụ thứ hai. Và kinh công là người cầm pơ. Ba voi và cho nhà pơ rồi, thêm một bầy yêu và bài pơ của chúng ta được nhá. Pơ vào rơi vào tay game thủ kinh công là được đấy. Bây giờ mà em tìm thêm bầy yêu và đôi voi gì đấy nữa thì đúng là bài điểm 10 luôn.
Và nếu có thể cắt thêm một dân để đi thêm bãi hiêu nữa thì là chắc ăn. Không biết là em đã có sẵn bãi hiêu nào chưa. À, vẫn đang đi tìm. À, tìm đi, kiểu gì chẳng có hiêu voi. À, Roland Thếu là người cầm bờ trong trận đấu này. Đang có bãi nào hiêu là dành cho à, đây đây có bãi hiêu. Pơ này của chúng ta cũng gọi là tạm tạm thôi, cũng phải là một bài quá đẹp vì số lượng voi của chúng ta chỉ có một con về vì nhà chính có hiêu phụ và hiêu chính đủ cả. Con dân này hy vọng là tìm thêm đôi voi nữa thì tươi. Xin số lượng hiêu 5 con rồi, chỉ là 5 thôi, mắc là 5 thôi. Nhìn cái hiêu đứng đấy chỉ có 5 con, không thể nhiều hơn được nữa. Tôi cố gắng tìm ra một bầy hiêu 7 đi. Voi vị trí là chính đấy. Ăn xong nhanh lắm, sắp thối nơi rồi. Xin bãi hiêu nữa là hiện ra gần nhà kinh công nào. Có không? Rồi, người cuối cùng đang quan sát người còn lại đó chính là Greg. Rồi, giờ vào tay cái thủ Michael T. Xong kiếm và bích đến từ anh em là T-Tail sẽ tạo ra một cái thế mạnh cho team Hana. Vâng, ép đời bài này, Greg này là ép đời được tương đối ổn định đấy, giờ độ tầm 14 nick thôi. Và Greg và đồ ăn xa như thế là ép đời như thế là tươi rồi. 14x thế là chuẩn đúng không? Mai có tí không thể chuẩn hơn được nữa. Chúng ta sẽ đến với cả bài pơ đi răng lờ, hai pơ cùng cánh. Ở bên đội bạn không biết là Pan có đột biến hay không. Rồi rồi, Tếu nhận rất nhiều đồ hay sao ấy, mỗi người cho 100 à? À, kinh công đã ủng hộ cho Luan Tếu 100 thịt. Thôi thôi thôi, đừng động họ nha. Ba dân đừng đánh, họ chờ cơ hội để người ta chiếm ưu thế con cửa giò đấy. Nó đứng lên dốc của chúng ta vụt luôn. Đào màu 2 đánh thế thủ. Công 9x, người cầm Greg. Còn tiếp tục là một Greg nữa, về cánh bên kia là Pan Ekip cùng cánh nha. Còn không biết ai đầu cánh thôi. Thằng Pan được báo về là một bài đẹp lên sớm. Kinh công sẽ làm nhiệm vụ giết hai chủ lực bên đội bạn là rơi vị trí trong cánh. À, màu 1 này khả năng là nhà đi dâng lờ chắc. Cánh bên kia sẽ khả năng sẽ là Egypt hay thì vàng. Không biết là Egypt hay là Pan đây. Pan dâng lờ à? Pan dâng lờ thì chơi luôn Pan đi, tìm luôn nhà Pan chơi đi em ơi. Khả năng trên đỉnh 12 giờ chăng, sắt biên bản đồ 11 đến 12 giờ thôi. Em chạy chuẩn con ngựa giò đi sắt biên từ 11 đến 12 giờ. Nó chỉ quanh quẩn ở đấy thôi. Khả năng vị trí 11 giờ sắt biên bản đồ em ơi. Sắt biên bản đồ 11 giờ. Tìm lại kỹ cái vị trí sắt biên đi. Đi sắt biên bản đồ vào nhá. Nhà họ có lẽ là gần bờ tường thôi. Đây, 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 11 giờ sắt tường, đi luôn. Đây là người đi răng lờ, răng lờ mà còn vẽ ruộng tại nhà. Gớm thật. À, vậy là đánh 2 lờ tại nhà chứ không phải là giờ người đi răng lờ. Chúng ta đi vào ruộng cho họ yếu luôn. Họ chưa có bánh xe đâu. Còn đang có những cái tơn vẩy e tốt. Và họ vẫn đang giữ dần những cái lực ruộng họ đang mất đi. Còn tí là người sơ múi được vào dân gỗ vàng, chưa bánh xe. Còn lực ruộng họ không có. Chưa chắc họ đã có cơ hội kích vào bánh xe đâu. Và cơ hội là lên bánh xong bánh xe rồi. Và chúng ta đã ăn được khá nhiều. Và còn hai dân đào vàng và hai dân đang đi chặt gỗ nữa. Xử lý nốt. Ít ra thì chúng ta phải cho cái bài Pan này phế đi đã. Cung bên họ là vị trí là chơ lơ. Thế chơ lơ bản đồ thôi Hoàng Văn Nhi ạ. Đây là cung tuyển Egypt. Đang giết bài Pan, sau đó chúng ta sẽ quay lại các tay chém đi quấy móc sang cung chủ lực bên đội bạn. Một thế nhà rất xấu dành cho Egypt, gọi là chỉ là cung ép quân thôi. Hoàng Mai Nhi ơi, trong trận đấu này thì chỉ cần em vắt châu quân ra thôi nhá.
không cần thiết phải bật 4. Nói thẳng là một thế trận như thế luôn, chỉ cần châu quân thôi. Thế nhà cung 10 đội bạn là thế nhà rất trơ lơ. Một thế nhà gần như ekip không thể phát triển được. Họ chỉ mang tính chất là ép quân đi công, và họ sẽ chọn phương án là đi công sớm. Cứ đánh lâu dài thì gần như cái thế nhà trơ lơ đấy làm sao mà xong dân được. À, như tân cung ekip đang đến nhà tại của Hoàng Văn Nhi rồi. Hoàng Văn Nhi sẽ giữ thang. À, các tay chém sẽ công vào vị trí nhà của M4 đi. Vâng, Percy đến từ Ron Teo đang rất khỏe và chuyển được cả cung A. Vâng, chơi hai con phủ đi, thí con lạc đà cũng được. Vẫn còn phủ nữa. Thì công tham lai 29 và đáng đi cho nhà M1 trong một fit đi em. Ban chết rồi, ban chết rồi. Ban tắt thở rồi. Ban chết, dân gỗ dân vàng khoanh ruộng bị kinh công. Vâng, Hoàng Mai Nhi tham lai 55. Và khả năng anh em phải chuẩn bị bơm đồ, bơm thực cho Hoàng Mai Nhi nhá. Hoàng Mai Nhi rơi vào thế đang thủ nhà đấy. Thỉnh thoảng anh em có thể nhón nhón cho chăm thực để Hoàng Mai Nhi có thể nở quân 5 BA đều. Hoàng Mai Nhi sẽ có thể là tự đỡ nhà được, nhưng mà anh em phải đi vào nhà màu 4 nhiều vào. Màu 4 người ta thấy nhà chơi lơ lắm đấy. Tạt đi. Không biết là nhà của màu 4 này, không biết là người ta đánh chắc nhà hay là đi ăn hoang đây. Anh em có thịt thì bơm cho Hoàng Mai Nhi nhá. À, ông Bách thì có một khoanh ruộng, nhưng khoanh ruộng đấy chưa đủ để sóc đều 5 BA. Nếu thỉnh thoảng nhón vào 100 thịt thì chúng ta có thể sóc đều 5 BA. Thế trận chúng ta đang rất tươi khi mà ngay cả Ron Teo cũng rơi vào thế chủ lực cầm Percy chém và chuyển cung A. Hoàng Mai Nhi sẽ làm nhiệm vụ hút đàm đỡ nhà. Bên họ là không có nhà có cửa gì đâu. Đang rất trâu cung đến từ bài của ekip Truy Mệnh. Thằng Thao của chúng ta đang đi mãnh liệt. Người ta đánh cái bài ăn hoang, người ta cung, người ta giữ dân thôi, anh em đi tìm dân đi. Hai tay chén của mình đó chính là kinh công với cả tí đi tìm dân của nhà màu 4 cho anh. Tìm được dân phát họ tụt thang, chúng ta sẽ đánh ngay. Một trận đấu mà người ta không có thế, người ta xác định là đánh công thôi. Nói chung là công được nhà Hoàng Mai Nhi thì chúng ta vẫn là đang ở cửa trên khi chúng ta đang có Percy. Và Hoàng Mai Nhi vẫn đang gom cung và đứng bắn tỉa quân. Vâng, là Đà Pan bên đội bạn có khoảng độ gần chục con. Vâng, Pan thời điểm này gọi là fit luôn, turn này là turn dân cuối của bài Pan rồi. Em chạy dân từ nhà em sang nhà của Hoàng Mai Nhi xem chạy quân xem có của dân màu 4 đi ăn hoang giữa hai nhà không. Vâng, chưa biết là nhà màu 4 này ăn hoang ở đâu đây. Khả năng họ ăn hoang gần nhà của Hoàng Mai Nhi đấy. Và kích công sẽ xô kích lạc đà này về đó, hỗ trợ cho Hoàng Mai Nhi một tơn. Vâng, tham đẻ rúi rụi rồi. Và họ đang ốp tơn cuối sang bài của màu 8 của Ronald Teo. Và Hoàng Mai Nhi sẽ bám quân và đuổi theo và đỡ cho Ronald Teo một tơn là họ sẽ quýt. Bắt nốt tấn công chủ lực với đội bạn là họ sẽ quyết luôn. Và vẫn còn một số lượng lạc đà. Kinh công cũng về nốt đây đi. Đánh nốt tấn cuối này với họ là xong. Chơi đi em. Và có lạc đà của chúng ta về phát là họ sẽ quyết sớm thôi. Họ không thể đánh tiếp được trong trận đấu này được nữa. Không còn cơ hội gì cho đội bên đội bạn nữa rồi. Và tỷ số là 2-1 trong trận đấu thứ 3.